Marcus là người chiến thắng may mắn trong game show. Anh ta có thể chọn một trong ba giải thưởng: một chiếc Mercedes mới toanh, một chiếc máy tính xách tay đắt tiền hoặc một chiếc ví hàng hiệu. Bạn nghĩ cái nào là sự lựa chọn tốt nhất? Bình luận bên dưới nhé! Hãy nhìn chiếc Mercedes này, logo bị cong, hẳn là xe đều rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với chiếc ví, logo này được cho là được viết theo một cách khác. Logo hàng thật phải trông thế này chứ. Nhưng chiếc máy tính xách tay có vẻ ổn đấy, logo đúng. Vì vậy, Marcus có lẽ nên lựa chọn thiết bị này. Vào một buổi tối trời mưa nọ, Megan về nhà và phát hiện có người đã ăn mất thanh sô-cô-la của mình. Cô hỏi các chị em của mình xem có ai trong số họ đã làm điều đó không. Maria cho biết cô ấy đã tập thể dục trong phòng và không rời khỏi phòng cả ngày. Amelia nói rằng cô sẽ không bao giờ ăn sô-cô-la của người khác. Và Emma trả lời rằng cô ấy đang ở ngoài, tưới cây trong vườn. Cô ấy vừa mới về nhà. Hãy giúp Megan tìm ra sự thật và chia sẻ ý tưởng của bạn trong phần bình luận nhé! Chắc chắn là Emma. Tại sao cô ấy cần tưới cây bên ngoài nếu trời mưa chứ? Kayla đang ở tại một khách sạn ở Paris. Một ngày nọ, có người đột nhập vào phòng cô và lấy đi tất cả của cải đắt tiền. Cảnh sát có 3 nghi phạm. Alan nói rằng anh ấy đã cố gắng rót cho mình một ít cà phê ở tầng dưới, nhưng với cánh tay bị thương, việc đó cực kỳ khó khăn. Mary nói với cảnh sát rằng cô ấy đã đến quầy lễ tân để cố gắng giải quyết vấn đề bằng vòi hoa sen của mình. Và Bruce nói rằng anh ấy đã đi ngủ. Hãy giúp các thám tử tìm ra ai là người có tội và để lại lời nhắn cho họ trong phần bình luận. Alan đột nhập vào phòng Kayla. Hãy nhìn phần bó bột của anh ấy kìa. Gã đang đeo nó bên ngoài áo len. Nó hẳn là giả rồi. Thám tử Morton đã nhận được ảnh cưới của hai cặp vợ chồng mới cưới từ một khách hàng. Anh ấy biết rằng cả hai cặp đôi đều kết hôn trên cùng một bãi biển ở Maldives, nơi nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng một trong những cặp vợ chồng này thực sự rất giàu có, trong khi người kia lại khánh kiệt. Vì một lý do khó hiểu nào đó, khách hàng của thám tử muốn biết cặp đôi nào có tiền. Nếu bạn tìm ra nó nhanh hơn Morton và viết câu trả lời của mình vào phần bình luận, thám tử có thể sẽ phải đưa cho bạn huy hiệu của anh ta đấy. Cặp đôi bên phải đều mặc vest cưới rất đơn giản, nhưng thực ra họ đang tổ chức lễ cưới trên bãi biển. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn vào cặp đôi bên trái, bạn sẽ sớm nhận ra ánh sáng trên bộ quần áo sang trọng và khuôn mặt của họ không khớp với phông nền. Ngoài ra, bạn có thể phát hiện một vài mảnh màn hình xanh ở rìa ảnh. Ảnh của họ là giả. Họ không đủ khả năng để đến Maldives ngoài đời. Cặp đôi này không có tiền rồi. Mark thấy mình đang ở giữa một khu rừng với ba con đường phía trước. Đường đầu tiên được bao phủ bởi than nóng. Con đường thứ hai lạnh đến mức có cảm giác như Nam Cực dưới chân anh vậy. Và con đường thứ ba bao phủ bởi những chiếc đinh sắc nhọn có thể xuyên thủng bất kỳ đôi giày nào. Hãy cho Mark biết trong phần bình luận xem anh ấy nên chọn con đường nào. Anh chàng nên chọn con đường thứ hai. Tất cả đống băng đó chắc chắn sẽ sớm tan đi vì nó quá gần với than nóng. Adam đang lái xe về nhà vào đêm khuya thì nhận thấy mình sắp hết xăng. Anh dừng lại ở trạm xăng để đổ xăng và mua đồ ăn nhẹ. Bên trong có một nhân viên thu ngân và một khách hàng khác mặc đồ đen. Khi Adam đến gặp nhân viên để trả tiền, cô nói với anh ấy, $5 và 5 xu. Adam trả tiền, đi ra ngoài và gọi cảnh sát để báo cáo trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn biết tại sao anh ấy làm như vậy, hãy bình luận bên dưới nhé! Bạn có thể thấy rằng máy tính tiền thực sự hiển thị $18 và 35 xu. Nhưng nhân viên thu ngân nói $5, 5 xu. Trông giống như dấu hiệu SOS. Thám tử Brown vội vã tới một nhà hàng đắt đỏ nọ. Có người đã đánh cắp một chiếc thìa vàng ở đó. Nếu thám tử không tìm ra thủ phạm thực sự, người phục vụ sẽ gặp rắc rối lớn. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều người trong nhà hàng và thám tử Brown đã thẩm vấn những nghi phạm chính. Một nhóm bạn cho biết họ đang tổ chức sinh nhật. Họ sẽ không làm hỏng bữa tiệc của mình theo cách này đâu.
Một người đàn ông vui vẻ cho biết anh ta vừa đi dạo quanh khu vực này mà ghé qua để xem thử địa điểm này. Và một anh chàng có vẻ mặt khốn khổ trả lời rằng vợ anh ta đã bỏ anh và gã đến nhà hàng để giải tỏa cảm xúc. Bạn giúp thám tử tìm ra tên tội phạm. Nếu tìm ra, hãy viết câu trả lời của bạn vào phần bình luận nhanh hơn những người khác nhé! Người thứ hai nói dối. Anh nói rằng đây là lần đầu tiên ghé nhà hàng này, nhưng hãy nhìn xem, hắn đang đội một chiếc mũ có logo của nhà hàng. Bắt quả tang nhé! Xe của Adam bị hỏng ngay giữa một con đường rừng vắng vẻ. Nhưng điều tồi tệ nhất là đó đang là mùa đông, tuyết rơi rất lớn và gió thì lạnh cóng. Adam phải đến thị trấn gần nhất, và thật nhanh. Nhưng nếu đi theo con đường đầu tiên, anh sẽ phải đối mặt với 7 sói đói. Con đường thứ hai đi qua khu vực có gấu sinh sống. Mà nếu đi theo con đường thứ ba, anh sẽ phải băng qua một con sông phủ đầy băng mỏng. Bạn cần giúp đỡ anh chàng, càng nhanh càng tốt và cho anh ta biết nên chọn con đường nào trong phần bình luận. Adam nên lẻn qua lãnh thổ của lũ gấu, những con vật này thường ngủ vào mùa đông mà. Lisa là con gái của một triệu phú. Cô chán ngấy việc cha cố gắng kiểm soát cuộc sống của cô. Sau khi ông nói với cô rằng ông sẽ tìm hôn phu cho cô vào một ngày nào đó, cô quyết định bỏ nhà đi. Cô gái biết cha cô sẽ cử người đến đón cô về. Vì thế, cô ấy không bao giờ ở một khách sạn nào quá một đêm. Một lần cô đến một thị trấn nhỏ, trời dần tối. Cô không còn cách nào khác ngoài dừng lại ở khách sạn đầu tiên cô nhìn thấy. Nhân viên lễ tân nói rằng số phòng của cô ấy là 910 và đề nghị chỉ cho cô ấy biết số phòng đó ở đâu. Lisa lập tức chộp lấy túi sách của mình, chạy ra khỏi khách sạn, nhảy lên xe và phóng đi. Nếu bạn có thể viết vào phần bình luận lý do dẫn đến phản ứng kỳ lạ như vậy thì bạn xứng đáng với danh hiệu thám tử thực thụ. Chữ số đầu tiên của số phòng khách sạn thường có nghĩa là tầng đó. Phòng 910 lẽ ra phải ở tầng 9. Nhưng hãy nhìn khách sạn mà xem, nó chỉ có 3 tầng thôi. Nhà thiết kế thời trang trẻ Bruno đang chuẩn bị cho buổi trình diễn đầu tiên. Anh hơi lo lắng nên nghỉ ngơi một chút để ổn định tinh thần. Nhưng đến lúc anh ra mắt bộ sưu tập của mình thì không ai có thể tìm thấy anh nữa. Một giờ sau, nhân viên bảo vệ nhìn thấy anh trong phòng tắm, nằm bất tỉnh trên sàn. Có ai đó đã đánh vào đầu anh ấy. Cảnh sát đã có 3 nghi phạm. Maya, một trong những người mẫu, cho biết cô gặp vấn đề với trang phục của mình và thậm chí không có thời gian rời khỏi phòng thay đồ. Catherine, một trong những vị khách, nói rằng cô ấy rất hâm mộ Bruno và đã mặc quần áo của anh ấy trong nhiều năm. Rõ ràng cô không có lý do gì để đánh anh ta. Sam, trợ lý của nhà thiết kế, cho biết anh ta đã vội vã đến quán cà phê gần nhất để mua cho Bruno một ly Americano để giúp anh bình tĩnh lại. Thủ phạm là ai? Chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận nhé! Đó là Catherine. Hôm đó là buổi biểu diễn đầu tiên của Bruno. Vậy làm sao cô có thể mặc quần áo của anh suốt nhiều năm được? Richard có một bộ sưu tập tranh đẹp. Một ngày nọ, khi anh đi vắng, bức tranh yêu thích của anh bị đánh cắp. Cảnh sát nghi ngờ một trong những người hàng xóm của Richard. Nicole nói cô ấy đã rời khỏi thị trấn. Cô ấy mới về nhà cách đây một giờ và mệt mỏi sau một chuyến lái xe dài đến nỗi cô lập tức đi ngủ. Dennis cho biết anh đang chuẩn bị sơn nhà, nhưng vì có vẻ mưa, sẽ không tạnh sớm, nên thay vào đó anh ấy đi xem phim. Julie trả lời rằng em gái cô cảm thấy không khỏe. Đó là lý do Julie bận rộn chăm sóc cháu gái nhỏ của mình. Hãy lấy chiếc kính lúp đó của bạn và cho chúng tôi biết sự thật. Ai là người có tội? Đó là Nicole. Trời đã mưa suốt cả ngày. Nếu người phụ nữ mới về nhà một giờ trước, con đường dưới gầm xe của cô ấy sẽ phải ướt chứ.